chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong những chương truyện gần đây, fan One Piece chắc chắn không ngừng phấn khích khi mọi bí mật liên quan đến Kaido bắt đầu được hé mở. Là một tứ hoàng, Kaido nằm trong 4 đại tặc có sức mạnh và quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, Kaido luôn buồn bã. Hóa ra trong One Piece chap 999 đã tiết lộ người đồng đội khi xưa cho băng Rock thầm thương trộm nhớ là Big Mom trong suốt bao nhiêu năm lại chỉ coi mình là em trai, bị rơi vào Brother Zone thì có nỗi đau nào hơn nữa. Đến ngay cả đứa con gái duy nhất xinh xắn tâm hồn đẹp là Yamato thì ngay từ nhỏ lại đi thần tượng và đòi cosplay thành kẻ thù xăm cho bố của nó vết sẹo chữ X mà đến bây giờ vẫn không thể nào tẩy trắng được. Khuyên can mãi, đánh đòn không được, đành phải nhốt nó trên đảo Oni từ năm 8 tuổi thì nó lại hẹn hò với trai lạ. Uống rượu cả đêm, thề non hẹn biển, chờ ngày phá còng là té theo dai. Mà đứa con trai lạ đấy lại là con trai của Goldie Roger, kẻ đã cùng anh hùng hải quân Gap phá tan băng hải tặc Rock yêu quý khi xưa tại trận chiến huyền thoại God Valley, khiến cho băng Rock tan rã, Kaido và Big Mom mỗi người một nơi. Có lẽ cuộc đời của Kaido không mấy vui vẻ nên ông luôn muốn tìm rượu giải sầu, chán thì lại đi cà hiện lem bèm như Chí Phèo, nên Kaido đã rất nhiều lần bị bắt bởi hải quân và bị đưa ra xử tử, nhưng không một ai có thể giết chết được ông ta. Kaido muốn chết, nhưng ai cho ông ta được chết, chỉ trách ông ta quá trâu bò. Vì vậy, thế giới đặt cho Kaido một cái tên sinh vật sống mạnh nhất thế giới. Kaido đã từng xuất hiện một cách vô cùng hoành tráng khi nhảy từ Skypier, nơi có độ cao 10.000 mét so với mặt nước biển, xuống thẳng trụ sở của Liên minh hải tặc Kid, Apo và Hawkins mà không hề nhận lấy dù chỉ một vết xước. Không những vậy, điều khiến Kaido trở nên nguy hiểm nhất đó là khả năng hóa rồng của chính mình. Khi hóa rồng, Kaido trở nên vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức mà chỉ cần một hơi thở của ông đã có thể thổi bay cả một tòa thành. Ngoài lửa ra thì Kaido dường như có khả năng giải phóng sức mạnh của các nguyên tố khác như tia sét bằng cách gầm rú và biến gió trở thành những lưỡi kiếm vô hình từ miệng của ông ta, có khả năng dễ dàng cắt thịt và xương, điển hình như Kiku đã mất một cánh tay vì đòn phong độ này. Ở dạng rồng, Kaido có khả năng di chuyển trên không trung bằng cách tạo ra những đám mây được gọi là mây lửa và sử dụng chúng làm chỗ đứng. Những đám mây lửa này cũng có thể được sử dụng để nâng các vật thể khác hoặc thậm chí cả vùng đất lớn như hòn đảo Onigashima. Tác giả Oda cũng giải thích rõ về cách Kaido di chuyển trong SBS tập 93. Kaido có thể tạo ra mây và ông ta di chuyển lên trên bầu trời bằng cách đi trên các đám mây đó. Chính vì sức mạnh kinh khủng này mà có rất nhiều lời đồn đoán về thân phận thực sự của Kaido. Có người cho rằng Kaido thực sự là một con rồng và sở hữu trái ác quỷ người, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Kaido đã ăn trái ác quỷ hệ Doan thần thoại rồng. Vô số giả thuyết được đưa ra nhưng vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Trước đây vài tháng thì cũng có một thông tin quan trọng về tứ hoàng Kaido được tiết lộ ở trên thư viện của Ohara, thu hút được một sự chú ý lớn đến từ cộng đồng người hâm mộ. Theo như thông tin này thì Kaido thực chất không phải là rồng như những lời đồn đoán. Hắn ta là một con người bình thường và ăn trái ác quỷ gian thần thoại. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng đã lưu ý rằng bản dịch này không được rõ ràng lắm nên cũng có khả năng thông tin này là không chính xác, dù xác suất cũng không hề cao. Trong chap 999, chúng ta đã biết bí mật của Kaido và Big Mom. Theo đó, Big Mom đã cho Kaido ăn trái ác quỷ doan thần thoại có tên là Uo Uo no Mi. Uo có nghĩa là liên quan đến cá, và đó là món quà bà ta đã tặng cho Kaido ngày băng hải tặc Rock tan rã. Đó cũng là nguyên nhân mà Kaido mắc nợ Big Mom, món nợ ân tình, và cũng là lý do Kaido buộc phải nhân nhượng bà ta đến như vậy. Nhưng theo thông tin được tiết lộ, thì Uo Uo no Mi là một trái ác quỷ giúp người sở hữu mang trong mình sức mạnh của một loài cá trong thần thoại. Doan thần thoại là loại trái cây ác quỷ cực kỳ hiếm và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trái doan bình thường. Thường thì không hề có thật, mà hình tượng sẽ được lấy trong các truyền thuyết. Trái đầu tiên xuất hiện thuộc về Marco, trái thứ hai thuộc về Sengoku và tên trái ác quỷ của ông là Hito Hito no Mi, Daibutsu. Từ trước đến nay, đây là năng lực ác quỷ đầu tiên và duy nhất mà Oda tiết lộ có liên quan đến các loài chủng tộc biển. Có lẽ đây cũng là lý do mà Kaido nhảy xuống nước cũng không chết được. Nhưng theo những gì mà Kaido thể hiện ra thì hắn có khả năng biến hình thành một con rồng khổng lồ. Vậy đâu là sức mạnh thật sự của Kaido? Là cá hay là rồng? Đây thật sự là một bất ngờ khiến người đọc hoang mang vì nó khác xa so với những dự đoán trước đó. Nếu theo như trên thì tại sao trái ác quỷ cá lại có thể khiến Kaido hóa thành hình dạng một con rồng được? Đến đây, nhiều người đã nhớ đến câu chuyện cá chép hóa rồng. Phải chăng Kaido đã thức tỉnh được trái ác quỷ của mình thì mới có thể làm được điều này? Như chúng ta đã biết, thứ sức mạnh bí ẩn nhưng rất đáng sợ của trái cây ác quỷ chính là sự thức tỉnh. Đây là một sự nâng cấp vượt trội cho người sử dụng, mang lại cho họ những năng lực bá đạo, khủng khiếp hơn gấp nhiều lần sức mạnh ban đầu. Thế nên, Kaido mới có thể biến hình trái ác quỷ cá của mình
thêm một con rồng to lớn được. Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận thêm về khả năng tiến hóa trái ác quỷ của Kaido ở trong One Piece. Thứ nhất, trái ác quỷ của Kaido có liên quan đến cá. Có một câu chuyện được gọi là truyền thuyết Cổng Rồng trong thần thoại Trung Quốc. Câu chuyện mô tả hàng ngàn con cá koi không ngừng bơi ngược dòng sông màu vàng. Và cuối cuộc hành trình, chúng ta gặp phải một thác nước lớn. Hầu hết những con cá koi đều bỏ cuộc và để dòng nước sông cuốn chúng đi. Một số ít kiên trì và tiếp tục cố gắng lên đến đỉnh thác. Sau hàng trăm năm, một con cá koi duy nhất lên được đến đỉnh. Các vị thần nhận ra sự quyết tâm của con cá koi này và ban cho nó một món quà, đó là biến thành một con rồng. Vì sự dũng cảm của nó, cá koi cũng thường được kết hợp với các samurai. Khi nói đến việc Big Mom tặng cho Kaido một trái ác quỷ, mình nghĩ nhiều người hâm mộ đã mong đợi điều đó. Kaido thực sự có một món nợ lớn về mặt tình cảm với Big Mom trong quá khứ, và nhiều người hâm mộ dự đoán rằng điều này có liên quan đến sức mạnh của Kaido. Nhưng theo lời của Big Mom, trái ác quỷ của Kaido không phải là Ryu Ryu no Mi, mà nó lại là loại Uo Uo no Mi, có nghĩa là một trái ác quỷ cá. Ban đầu, khi chúng ta nghe đến trái ác quỷ mà thuộc loại cá, thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một trái ác quỷ cùi bắp. Và ai ăn nó thì hơi ngu dốt vì quá yếu đuối, ngoài mỗi cái khả năng bơi lội nhưng không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh nếu họ chạm vào nước biển, hoặc đơn giản là chỉ giúp sống sót khi rơi xuống nước. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ Kaido không phải là một con cá. Trong suốt hàng chục năm cai trị vùng biển, ông ta đã chứng minh ông ta là một con rồng. Vấn đề bây giờ, vì Kaido này đã ăn trái ác quỷ dạng cá, nhưng giờ ông ta lại là rồng, nên nhiều người hâm mộ One Piece chắc chắn cũng đã từng xem qua hoặc nghiện bộ phim Pokemon, liền sẽ nghĩ ngay đến Magikarp. Magikarp là một con cá thực sự yếu. Nó yếu đến nỗi thường bị đem đi chế biến thức ăn và rất khó để tiến hóa. Nhưng nếu có thể, thì Magikarp sẽ tiến hóa thành Gyarados, một con rồng dũng mãnh. Bản thân nguyên lý Magikarp thực sự có liên quan đến câu chuyện cá chép hóa rồng trong truyền thuyết Trung Quốc. Một con sông được gọi là sông Hoàng Hà. Khi cá koi hoặc cá chép bơi từ miệng đến đầu nguồn, chúng phải leo lên thác nước. Nếu bơi lên thành công, thì cá sẽ hóa rồng. Phần mở đầu câu chuyện Wano này, chúng ta cũng thấy hình ảnh những con cá koi khổng lồ đang thực hiện hành trình vượt thác của mình. Và Ruffy cũng nhờ vào sức kéo của hai con cá koi để đi nhờ lên đỉnh thác. Điều này cũng tương tự với băng Big Mom khi cũng bắt đàn cá kéo lên vượt thác. Có khả năng, ngay cả trái ác quỷ thần thoại mà Kaido ăn cũng có tác dụng tương tự như truyền thuyết này. Mình nghi ngờ rằng sự phát triển của Kaido cũng có thể giống với Magikarp. Ban đầu, Kaido sẽ có một trái ác quỷ yếu và nó có thể gây rắc rối hơn là có lợi cho ông ta. Mình thậm chí còn nghi ngờ rằng hình thức biến đổi này của Kaido sẽ rất buồn cười, giống như một con cá koi với chân và tay của con người hoặc tương tự. Thân cá cũng rõ ràng không có vảy cứng như rồng. Mình nghĩ rằng trước kia trái ác quỷ Kaido nếu là loại cá thì không mạnh, nhưng sức mạnh thể chất của Kaido lại rất tuyệt vời, nên nếu trái ác quỷ cá chưa mạnh thì Kaido vẫn có thể chiến đấu trong hình dạng con người. Ở hình dạng con người, Kaido sử dụng một cây chùy bằng kim loại khổng lồ. Chúng ta chưa rõ chất liệu làm nên cây chùy này được sử dụng là gì. Có thể gai trên cây chùy này được chế tác từ đá biển chẳng hạn, nên các siêu tân tinh ăn một chùy là nằm. Hoặc ít nhất cây chùy của một tứ hoàng cũng thuộc hàng cực phẩm binh khí. Kaido sử dụng cây chùy này kết hợp với sức mạnh thể chất khủng bố của mình, chỉ với một cú đánh sẽ khiến đối thủ văng ra xa và bị thương nặng. Kaido sử dụng tuyệt chiêu lôi minh bát quái của mình đánh bại một nhân vật mạnh mẽ như Kozuki Oden, khiến người này bị thương nặng và bất tỉnh. Trong lần đầu tiên Ruffy đụng độ Kaido cũng với chỉ một chùy lôi minh bát quái, thì Kaido và cây chùy khổng lồ của mình đã khiến Ruffy trong trạng thái Gear 4 Bossman bất tỉnh. Kaido cũng đã được cho thấy là có thói quen sử dụng cây chùy ngay từ khi còn là thành viên băng hải tặc huyền thoại Rock. Sau khi trải qua rất nhiều nỗ lực, Kaido đã biến một trái ác quỷ yếu trước đây trở thành một trong những trái doan mạnh nhất, mạnh đến mức Kaido không thể tự sát. Thứ hai, bây giờ Kaido đang trở nên quá mạnh. Kaido ở trong băng hải tặc huyền thoại Rock chỉ là một người học việc. Vị trí này ngang hàng với Shanks và Buggy trên con tàu của Goldie Roger lúc Kozuki Oden bắt đầu tham gia cuộc hành trình. Sau thời đại hải tặc cũ, bây giờ Kaido có đủ sức mạnh và đang chạy đua để trở thành người mạnh nhất thế giới với mức tiền thưởng truy nã vượt qua cả Big Mom. Mặc dù Big Mom có vị trí thâm niên và đã trở thành một tên tuổi lớn trong băng Rock, có thể là trước kia vẫn yếu đuối, nhưng bây giờ Kaido đã quá mạnh trong hình dạng rồng của mình. Nghĩ lại thì cũng có khả năng Kaido không thể chết khi rơi xuống biển vì trái cây ác quỷ của Kaido là một con cá. Vì vậy, đây có thể là câu trả lời cho nhiều người hâm mộ rằng tại sao Kaido không tự dìm mình chết, hoặc nếu ông ta thực sự muốn chết. Điều này dường như cũng cho thấy một dấu hiệu và lý do tại sao Kaido được gọi là mạnh nhất trên biển, trên không và trên đất liền. Kaido bây giờ có thể không còn cảm nhận được niềm vui chiến đấu như trước. Trên đây là những thông tin và suy nghĩ của mình xung quanh trái ác quỷ Uo Uo no Mi.
đã cực kỳ hot trên thị trường chuyển nhượng mới nhất 999. Bạn có suy nghĩ gì về con cá rồng Kaido thì hãy để lại ý kiến phần bình luận bên dưới nhé.